Aragonite là một loại đá khá mềm và vô cùng dễ gãy. Đây là cách nhiều người nói về hoa ưu đàm. Đàm trong chùa mình thờ đó là sư thánh đó đâu. Cái này của cái ông thầy. Ông lúc trước cái ngôn cô ngôn thành văn á là ở thánh của ông thầy là một tỷ mấy để mà ở tiên cho yeah. Mà mình thấy ngộ là ở trong nó từ từ nó mọc mọc ra những cái nhánh. Bây giờ nó vẫn tiếp tục mọc ra những cái nhánh. Mấy chị em, mình là trước, ví dụ mình nhìn trước mặt, mà bên trong nữa. Đó đều là những câu chuyện xảy ra cách đây khá lâu rồi. Và đa số mọi người vẫn thường hay gắn ghép cho hoa ưu đàm liên quan tới một sự kiện, đó là Đức Phật sinh ra đời. Những quan niệm này có nguồn gốc bắt nguồn trong kinh Phật. Vì trong kinh Đại Niết Bàn có viết: Này đại chúng, Phật sinh ra đời rất khó gặp, khó như thấy hoa ưu đàm. Hoa ưu đàm theo mình nghĩ thì chỉ có trong truyền thuyết, thực tế chưa ai chứng minh được thế nào là hoa ưu đàm. Vậy những thứ mà mọi người đang gán ghép cho nó là hoa ưu đàm, thực chất nó là gì? Đó chính là tinh thể Aragonite. Năm 1788, tại ngôi làng Aragon ở Tây Ban Nha, người ta đã tìm thấy một loại khoáng vật mới. Sau đó họ quyết định lấy tên ngôi làng đặt cho nó. Đó chính là Aragonite. Aragonite là thành phần quan trọng trong cấu tạo hình thành của ngọc trai. Aragonite được tìm thấy trong tự nhiên đa phần có màu trắng hoặc là không màu, thỉnh thoảng có thêm màu nâu, xám và màu xanh. Aragonite là một loại đá khá mềm và vô cùng dễ gãy. Ngoài Tây Ban Nha ra thì Aragonite còn được tìm thấy ở nhiều nơi khác như Mỹ, Pháp, Nga, Thụy Sĩ và Việt Nam. Nổi tiếng nhất trong đó chính là hang động Ostrinka Aragonite ở miền nam Slovakia. Tại Việt Nam, chúng được tìm thấy nhiều nhất tại Đắk Lắk. Ngoài những bãi khai thác chuyên nghiệp tập trung thì thỉnh thoảng chúng cũng được tìm thấy trong các loại đá khi người dân khoan giếng. Vậy đó các bạn, đây chính xác là một loại đá chứ không phải là một loại hoa. Còn việc vì sao người ta gọi là hoa ưu đàm đó, thì mình nghĩ đó là do những người bán hàng họ thêm thắt vào để có thể dễ chốt deal hơn. Còn việc nhiều người nói nó mọc ra hay nó lớn lên, theo mình nghĩ nó là hoàn toàn vô căn cứ. Cách đây vài năm thì mình cũng đã bán những loại như thế này, thậm chí đi nước ngoài nữa các bạn. Một viên như vậy nó chỉ có giá cỡ khoảng 300 ngàn. Các viên có tinh thể lớn hơn, hoàn hảo hơn thì giá sẽ cao hơn. Anh chị nào muốn mua các sản phẩm tương tự như vậy có thể nhắn tin cho mình sẽ giới thiệu cho anh chị một vài người bán hàng ở trên Đắk Lắk. Tuy nhiên mọi người nên lưu ý là loại này vận chuyển rất là dễ vỡ nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.